Đối với một người mê xe á, là người ta xem chiếc xe giống như là vợ của người ta vậy đó. Người ta dành hết thời gian tiền bạc cho nó. Mà có một cái là khi chúng ta khổ thì chiếc xe nó không bao giờ bỏ chúng ta, chỉ có chúng ta bỏ nó thôi. Bùi đuối này. Sự ngu người quen với đâu? Lại chưa? Thì để bọn em lên dân lúc bắt đầu.